Võ sĩ Campuchia ngất xỉu, đi cấp cứu sau khi thua vận động viên Việt Nam. Vận động viên Campuchia ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau trận đấu với võ sĩ Việt Nam. Ở vòng 1 trên 8 hạng cân 60kg nam môn võ Việt Nam, vận động viên Nguyễn Thanh Liêm đánh bại Eamarin Phathom, Campuchia. Phathom từng thua Nguyễn Thanh Liêm ở bán kết hạng cân này tại SEA Games 31 cách đây 1 năm. Ở lần tái đấu trên sân nhà, võ sĩ Campuchia bị xử thua do trọng tài xác định anh không thể tiếp tục thi đấu. Phathom có dấu hiệu bị đuối sức bất thường và không tỉnh táo khi rời sân đấu. Ngay lập tức, vận động viên chủ nhà được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi loại Phathom, Nguyễn Thanh Liêm tiếp tục thắng võ sĩ Lào Anantasak Suryavong để giành quyền vào chung kết. Sáng nay, mùng 7 tháng 5, môn võ Việt Nam mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 tấm huy chương bạc. Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Quỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương xếp thứ 2 ở nội dung đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam, nữ. Huy chương vàng nội dung này thuộc về chủ nhà Campuchia. Trước đó, cặp vận động viên Nguyễn Trường Thọ và Đỗ Lý Minh Toàn giành huy chương bạc song luyện mã tấu.